Trước những yêu cầu chống dịch như chống giặc, dọc theo chiều dài đất nước, trên các tuyến biên giới tiếp giáp với các nước láng giềng, những chiến sĩ quân hàm xanh đã ăn núi ngủ rừng, lập các đồn bốt giã chiến để chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh từ biên giới. Các lán trại được dựng giữa rừng, không điện, không nước. Chiến sĩ biên phòng vừa phải làm công tác tuần tra, canh gác, vừa phải làm nhiệm vụ kiểm tra, tuyên truyền. Khó khăn vất vả là thế, nhưng ý chí, lòng quyết tâm của các chiến sĩ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đều xác định rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng của những người lính. Họ không quản ngại gian khổ, chấp nhận sự hy sinh, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vườn gió núi đã bao ngày đại dịch vẫn chưa nguôi, là bấy nhiêu ngày bù rừng sâu cánh chốt vắng tiếng nô đùa trẻ con đến lớp, vắng tiếng cụ già ngồi ghế đá công viên. Đại dịch sớm qua mau, bình quân dân ở lại, lính biên phòng viết tiếp những bài ca. Bài ca cho mọi người trên tuyến đầu chống dịch, bài ca giữa cuộc đời mang tình người xích lại gần nhau. Lời hát vang lên chạm vào trái tim người chiến sĩ, thề quyết tâm cao hãy đẩy lùi COVID-19, cùng đất nước đón mùa xuân trở lại, lính biên phòng đẹp mãi giữa lòng dân. Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang còn những diễn biến phức tạp, thì tại Việt Nam, với sự quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của chính phủ, cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 đang có những tín hiệu tích cực. Chống dịch như chống giặc và lực lượng nòng cốt tiên phong trên tuyến đầu như đội ngũ y tế, bộ đội, công an chính là những người có vai trò hết sức quan trọng, quyết định phần mạnh của cuộc chiến. Thời gian qua, nhiều tác phẩm âm nhạc đã ra đời nhằm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Và ca khúc Đẹp mãi giữa lòng dân của nhạc sĩ Lê Đức Trí là một ca khúc như thế. Tròn 20 năm vinh dự đứng trong hàng ngũ những người lính mang quân hàm xanh, Đại úy Lê Đức Trí là một trong những nhạc sĩ thế hệ trẻ của Quảng Bình, sở hữu nhiều ca khúc hay được công chúng yêu mến. Các tác phẩm của anh như Bình minh nơi cửa biển, Xin chào những người lính tân binh, Mưa chiều biên giới, Gió biên thùy, Hành khúc lính biên phòng Ra Mai v.v. là những ca khúc viết về lực lượng biên phòng đã giành được giải thưởng cao tại các liên hoan âm nhạc và các cuộc vận động sáng tác trong và ngoài tỉnh. Ngoài vai trò là đội trưởng đội tuyên truyền văn hóa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Đại úy nhạc sĩ Lê Đức Trí còn là một nhạc công, một người đạo diễn dàn dựng chương trình. Đặc biệt, anh còn là một nhà báo không chuyên đầy nhiệt huyết. Chính từ những chuyến đi thực tế, phản ánh đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi hai tuyến biên giới đã tạo cho anh nhiều cảm xúc để viết nên những ca khúc về tình đồng chí, đồng đội và tình cảm quân dân. Thời gian qua, Đại úy Lê Đức Trí và đồng đội đã liên tục có nhiều thông tin, bài viết phản ánh một cách sinh động cuộc chiến chống dịch của quân và dân ở hai tuyến biên giới. Những hình ảnh đẹp, những câu chuyện xúc động của người lính biên phòng giữa những ngày chống dịch đã thôi thúc anh viết thành công ca khúc Đẹp mãi giữa lòng dân. Sau khi nhận được cái đợt phát động
viết ca khúc phòng chống dịch bệnh COVID-19 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thì hầu như tất cả các nhạc sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã khẩn trương triển khai vào cuộc và bắt đầu viết những cái ca khúc mang nhiều cái màu sắc khác nhau. Và như thời gian qua thì như các bạn được biết là có rất nhiều các cái tác phẩm của các cái nhạc sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng đã truyền tải đến khán thính giả cả nước, để từ đó nói lên những cái tình cảm gắn kết giữa người lính nơi tuyến đầu chống dịch và cái tình cảm gắn kết giữa quân dân trên địa bàn biên giới. Bản thân tôi thì thời gian qua được giao nhiệm vụ đến hai tuyến biên giới để làm công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và đặc biệt là chúng tôi được trực tiếp chứng kiến được những cái gian khó của những người lính biên phòng, những cái sự hy sinh thầm lặng mà các anh phải gồng mình gánh chịu trong thời gian qua để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Và tất cả những điều đó đã làm cho tôi bật lên những cái cảm xúc để viết nên ca khúc Đẹp Mãi Giữa Lòng Dân. Nhạc sĩ Lê Đức Chí đã có tác phẩm âm nhạc về đề tài chống dịch rất kịp thời, rất hiệu quả. Đây cũng là sự tri ân, sự biết ơn đối với đồng chí, đồng đội, những lực lượng đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch. Thông qua tác phẩm nói lên sự khó khăn, vất vả, gian lao của đồng chí, đồng đội. Cùng với giai điệu rộn ràng, nhịp hành khúc, ca khúc Đẹp Mãi Giữa Lòng Dân còn có lời ca nhẹ nhàng gần gũi với thực tế đời sống của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Nhạc sĩ Lê Đức Trí đã thể hiện lòng tự hào về những người đồng chí, đồng đội, về màu áo xanh mà anh vinh dự được khoác lên mình. Ca khúc như một thước phim sinh động phản ánh một cách rõ nét vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng trong những ngày cùng cả nước chung tay chống đại dịch COVID-19. Mây vẫn gió núi, đã bao ngày đại dịch vẫn chưa nguôi, là bấy nhiêu ngày thu dừng sau cánh trôi. Vang tiếng nô đùa trẻ con đến lớp, vang tiếng cụ già ngồi ghế đá công viên. Đại dịch sớm qua mau, tình quân dân ở lại, lính biên phòng viết tiếp những bài ca. Bài ca cho mọi người trên tuyến đầu chống dịch, bài ca giữa cuộc đời mang tình người sinh lại gần nhau. Lời hát vang lên chạm vào trái tim người chiến sĩ, thề quyết tâm cao hay đầy lùi COVID-19, cùng đất nước đón mùa xuân trở lại, lính biên phòng đẹp mãi giữa lòng dân. Phát huy truyền thống chung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng đã và đang ngày đêm dãi nắng dầm sương, tạo thành những lá chắn thép ở nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ca khúc Đẹp Mãi Giữa Lòng Dân của đại úy nhạc sĩ Lê Đức Trí đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đồng chí, đồng đội, về tình cảm gắn bó quân dân. Cùng với đó là lòng dũng cảm, tinh thần vượt khó, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ cao cả bảo vệ Tổ quốc. Đại dịch rồi sẽ bị đẩy lùi, đất nước ta sẽ lại vững vàng bước tiếp vào tương lai. Và chiến công đó có một phần không nhỏ của lực lượng bộ đội biên phòng, những người lính quân hàm xanh luôn đẹp mãi giữa lòng nhân dân.
Trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại đất nước chúng ta thì hiện nay toàn đảng, toàn dân và toàn tất cả mọi người chúng ta đang cùng chung tay ra sức để chống dịch. Thì chúng tôi là những người nghệ sĩ cùng muốn góp lời ca tiếng hát của mình để là cùng chung tay, chung sức với cộng đồng. Sau khi nhận được tác phẩm Đẹp Mãi Với Lòng Dân của nhạc sĩ Đức Trí, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, tôi đã cảm nhận đây là một tác phẩm có tính chất tuyên truyền rất là lớn và tôi rất là xúc động khi cầm cái tác phẩm này trên tay. Và trong thời gian ngắn nhất, tôi đã kết hợp với các chiến sĩ trong đội văn nghệ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng tổ chức tập luyện trong thời gian ngắn nhất và thu thanh để hoàn thành tác phẩm này thật nhanh. Và hy vọng rằng đây là một cái tác phẩm như một cái lời kêu gọi, một cái lời tuyên truyền đến toàn dân cũng như là một cái lời động viên đến cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn vững vàng tay súng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến khán giả xem truyền hình đó là chắc chắn rằng Việt Nam chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Và sau cái khó khăn hoạn nạn thì hình ảnh của người lính biên phòng của chúng tôi luôn 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 hiện hữu ở đó. Cái tình người và cái tình quân dân được thắp sáng lên và cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn. Quân áo xanh giữ biên thùy đã mấy vườn gió núi, đã bao ngày đại dịch vẫn chưa nguôi, là bấy nhiêu ngày bù rừng sâu cánh trốn, vắng tiếng nô đùa trẻ con đến lớp, vắng tiếng cụ già ngồi ghế đá công viên. Đại dịch sớm qua mau, tình quân dân ở lại, lính biên phòng viết tiếp những bài ca. Bài ca cho mọi người trên tuyến đầu chống dịch, bài ca giữa cuộc đời mang tình người xích lại gần nhau. Lời hát vang lên chạm vào trái tim người chiến sĩ. Chúng tôi là người lính quân hàm xanh giữ biên thùy đạp mấy vườn gió núi, đã bao ngày đại dịch vẫn chưa nguôi, là bấy nhiêu ngày ngủ rừng sâu cánh trố, vắng tiếng nô đùa trẻ con đến lớp, vắng tiếng cụ già ngồi ghế đá công viên. Thì sớm qua mau tình quân dân ở lại, lính biên phòng viết tiếp những bài ca. Bài ca cho mọi người trên tuyến đầu chống dịch, bài ca giữa cuộc đời mang tình người xích lại gần nhau. Lời hát vang lên chạm vào trái tim người chiến sĩ. Xuân trở lại,
lính biên phòng đẹp mãi giữa lòng dân. Bài ca cho mọi người trên tuyến đầu chống dịch, bài ca giữa cuộc đời mang tình người xích lại gần nhau. Lời hát vang lên chạm vào trái tim người chiến sĩ. Xuân trở lại, lính biên phòng đẹp mãi giữa lòng dân. Cùng đất nước đón mùa xuân trở lại, lính biên phòng đẹp mãi.